Chào Thanh Uy, chào Xuân Long, thưa quý vị và các bạn. Một mùa hè nữa lại đến, và trong dịp này thì quý phụ huynh luôn lựa chọn cho các em mình những hoạt động vui chơi giải trí như là tham quan du lịch hay những bộ môn thể thao bổ ích như là cầu lông, bơi lội hay thả diều. Thế nhưng vẫn còn một sự lựa chọn khác mà Hải Yến tin chắc rằng quý vị không thể bỏ qua, đó chính là học kỳ trong quân đội mà Hải Yến sẽ giới thiệu đến quý vị ngay sau đây. Với chủ đề Chúng em là chiến sĩ, chương trình học kỳ quân đội lớp thiếu nhi, lớp sơ cấp bộ binh, lớp trung cấp hải quân do tỉnh đoàn Lâm Đồng kết hợp với Học viện Lục quân tổ chức sẽ kéo dài từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 18 tháng 7 năm 2015. Trong quá trình huấn luyện, các em sẽ được trang bị những kiến thức về quốc phòng, an ninh, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của quân đội và của quê hương, giới thiệu truyền thống quân chủng Hải quân Việt Nam, vùng 4, Trường Sa, xem phim tư liệu Hải quân. Tới đây là em được học cách xếp nội vụ cho gọn gàng, rửa chén sau khi ăn tập thể và giặt đồ. Được học rất nhiều những điều cơ bản về các chú bộ đội và từng đồng đội. Và đến đây em thực sự rất là vui, bởi vì tới đây là một trải nghiệm quý báu cho em để sau này em về nhà em có thể trưởng thành hơn nhiều. Ngoài ra, các em còn được học các chuyên đề rất bổ ích như những kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu nhi, những bài học lớn trong cuộc đời, tư duy tích cực, mục tiêu cuộc đời, bảo vệ môi trường, Đảng Cộng sản Việt Nam. Em cảm thấy rất là vui và bên cạnh vậy còn có ích lợi là rất bổ ích cho những người giúp em có nhiều kỹ năng sống hơn, có thể giúp gia đình và bạn bè được nhiều yêu thương hơn. Chương trình học kỳ quân đội là một mô hình giáo dục đặc biệt, là dịp để các em sống, lao động trong môi trường kỷ luật của quân đội, nhằm rèn luyện tinh thần đoàn kết, kỹ năng sống, tinh thần kỷ luật tự lập cho các em. Từ các kỹ năng cơ bản như kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân, bơi lội, võ thuật, cho đến kỹ năng đặc biệt như đeo vũ khí, ngắm bắn súng AK, sẽ được đội ngũ chiến sĩ cùng các điều phối viên tại Học viện Lục quân huấn luyện một cách bài bản và hiệu quả nhất. Em được tham gia các kỹ năng của quân đội và em được học giặt đồ, sắp gối mền và học các cách nghiêm chào người Ý ở trong quân đội và học võ 16 động tác thể dục. Em đến đây thì em rất vui. Nếu mà năm sau có cơ hội thì em sẽ đăng ký tiếp. Không chỉ có thêm những kiến thức về xã hội, những kỹ năng cần thiết, nhiều hoạt động vui chơi bổ ích và lý thú như lễ hội té nước, lễ hội đập gối, các trò chơi dân gian, tập dân vũ cũng được tổ chức, mang lại niềm vui và hứng khởi, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau đến với các chiến sĩ nhí trong học kỳ quân đội này. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh được trang bị những kỹ năng sống cần thiết, thì các em còn có nhiều suy nghĩ tích cực và sâu sắc hơn về giá trị của cuộc sống. Các em biết yêu thương và giúp đỡ cho mọi người xung quanh. Hải Yến tin chắc rằng học kỳ trong quân đội chính là sự lựa chọn thông thái cho quý vị để giúp cho con em mình có một mùa hè thật là lý thú và bổ ích. Còn bây giờ mời quý vị hãy cùng trở lại chương trình với Xuân Long và Thanh Huy.